một người tu tập tại nhà mà không có thời gian rảnh nhiều làm sao để việc thực hành việc hành thiền và phát triển định vì con nghe các vị giảng sư giảng muốn phát triển muốn phát triển định và tuệ thì phải có phước người thực hành rãi tâm từ phước rất nhiều thực hành rã tâm từ giúp mình phát triển định đúng không sư Rồi có cái đúng mà cũng có cái cần phải xét lại cái đúng ở đây đó là theo uh, Tăng Chi Bộ kinh phẩm 10 chương mà 11 pháp có nhắc đến 11 cái uh, phước uh, khi mà uh, mình uh, thực hành rẽ tâm từ trong đó, đó nó có một cái gạch đầu dòng tức là cái người rẽ tâm tư thì việc nhập định được dễ dàng nhưng mà nhớ việc nhập định được dễ dàng thì à, nó vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực của mình nha à, chứ còn mình nhập định dễ mà mình không có dành à, thời gian để mình phát triển nó thì cũng vậy thôi nó giống như một cái đứa mà học bài nó dễ mau thuộc thì tức là cái sự học học của nó nó được dễ dàng nhưng mình muốn giỏi muốn thành một đứa học sinh giỏi thì nó phải có sự siêng năng nó phải có cái sự nỗ lực để mà nó học hành chứ còn mà nó nghĩ cái chuyện nó học dễ rồi nó đâm ra nó một ngày học chừng tiếng hai tiếng đồng hồ thời gian còn lại thì lo đi chơi à, thì chắc chắn là cái thành tựu của nó cũng rất là có giới hạn và thậm chí cái chuyện nó ở lại lớp cũng không phải là cái chuyện gì lạ việc hành thiền cũng vậy khi mà chúng ta rải tâm từ chúng ta thực hành tâm từ nó sẽ hỗ trợ nó giúp cho cái việc hành thiền được dễ dàng hơn giúp cho việc nhập định được dễ dàng nhưng mà mình cũng phải có sự nỗ lực tương ứng chứ còn um, không có thời gian cái kiểu của quý vị nó không có thời gian đủ gì đòi nó được tiến triển thì thưa anh chị nó cũng không thể nào, nha, không thể nào được. Uh, cho nên cái quan trọng vẫn là mình thôi. đúng là nhập định có dễ đó nhưng mà mình không cố thì nó cũng vậy thôi tôi thấy cư sĩ thì quý vị không có nhiều cơ hội để quý vị hành thiền à, trong trường hợp đó, đó mình có thể tạo những cái nhân sanh phước khác ví dụ như bố thí dự giới cung kính phục vụ nghe pháp thuyết pháp à, tùy hỷ hồi hướng sửa sang chi kiến cho đúng thì nó vẫn được ừ? à, ngoài ra thì có cái đề mục giải à, tâm từ ấy bản thân nó cũng là đề mục thiền À, nhưng mà được cái là mình có thể thực hành à bất cứ đâu và trong bất kỳ tình huống nào và ngay cả khi cái định của mình ấy nó không có được à, chuyên chú thì mình vẫn có thể rải tâm từ thì đây là một cái điều thuận lợi ha cho nên nếu mà quý vị bận quá thì có thể thực hành rải tâm từ nhưng mà sư nhắc lại nhắc để cho quý vị nhớ ha, tức là cái thái độ nó vẫn rất là quan trọng và cái sự đầu tư của mình ấy, nó vẫn rất là quan trọng